Julie xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất nổi tiếng được mang tên Đừng Gọi Anh Bằng Chú. Đừng gọi anh bằng chú, sao nghe quá cách xa, kẻo người ta bảo anh là già. Anh đây đâu có già, anh mới 35 tuổi à, đâu có già phải không anh? Em cứ lòng vòng lanh quanh, để anh nhớ nhung trong lòng, lỡ mai em theo chồng, anh buồn lắm em biết không? Ngày nào anh cũng đứng, anh đứng bên dòng sông, cứ chờ mong bóng em qua cầu, áo bà ba nón nghiêng nghiêng đầu, mà lòng anh ôi nghe xuyên sao. Người không quen biết đứng chờ làm gì, người không quen biết nhớ nhung làm gì. Thôi chén ra để con còn đi chờ, là bà con trông thấy mấy mẹ cha đánh đò. Vì con còn con gái, anh cũng còn con trai, hai đứa mình yêu nhau, có sao đâu mà em cứ thẹn thùng. Cô ba, cô sáu, cô năm, hồng đào lang tơi, sao con đi ngỏ lời yêu mà theo con hoài. Lòng anh đây chỉ thương em à, làm sao nói tiếng yêu với người khác chứ, mà bao cô này cô kia. Thôi thôi chú tránh xe ra đường như con đi, ai tin chót lười đâu nói lời yêu chân tình. Giờ con tin anh xin thề, lòng anh có dối gian, cho trèo bụi ớt rớt xuống bụi hành chết. Ngày nào anh cũng đứng, anh đứng bên dòng sông, cứ chờ mong bóng em qua cầu, áo bà ba nó nghiêng nghiêng đầu, mà lòng anh ôi nghe sao xuyến. Người không cần biết đứng chờ làm gì, người không cần biết nhớ nhung làm gì. Thôi tránh ra để con còn đi chờ, là bà trông thấy mấy mẹ cha đánh đò. Vì con còn con gái, anh cũng còn con trai, hai đứa mình yêu nhau, có sao đâu mà em cứ thẹn thùng. Cô ba, cô sáu, cô năm, đào hồng lăng tươi, sao không đi ngỏ lời yêu mà theo con hoài. Lòng anh đây chỉ thương em à, làm sao nói tiếng yêu với người khác chứ, mà bao cô này cô kia. Thôi thôi chú tránh xe ra nhường đường con đi, ai tin chốt lười đầu môi lời yêu chân tình. Giờ con tin anh xin thề, lòng anh có dối gian, cho trèo vui ớt rớt xuống bụi hành chết luôn. Tránh ra đi để con em đi. Julie cảm ơn quý vị rất nhiều. Mấy chúc quý vị có một ngày tràn đầy hạnh phúc.
cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị chào đón những kênh mới của Julie. Cảm ơn quý vị.